con dịch đi. Con dặn con mèo. Gấu. Con gấu mèo. Con gấu mèo là nó thích chơi trên đúng rồi, nơi có nhiều cỏ em đầu tiếp. Thì con con gấu mèo đấy con thì sẽ thay cho con gấu con mèo đấy đúng không? Mèo là nó thích chase trêu các trêu đuổi bắt. Đang vừa loan và vừa chụp luôn các trộm vật. Những dây dây thay cho từ dây thay cho gì nhỉ? Dây sẽ thay cho animal. Đúng rồi, dây thay dây thay cho animal. Những bạn, những người bạn. Những động vật trong rừng này thì là những người bạn của gấu mèo đúng không? Quan tí. Ngày. Thì lines. Chèo. Boom up. Climb cái con up. Cái con gấu mèo này nó trèo lên trên cây. Và nhìn thấy được tìm thấy gì đâu. Ó nhỉ. Nhăm, nhăm. Gòn quá. Bum 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 bum. Cái con gấu mèo này nó còn gặp con ong. Đúng rồi, có một ong hiển nhiên là có ong. Ôi không. Con gấu mèo này nó sợ. Đâu, nó rơi phone, nó phone đè phone. Phone là gì? Ngã đúng không? Ngã, ngã từ từ trên cây, từ dây trên chỉ. Cây, từ trên cây. And fall in the field. Dưới cái đầu cỏ. Đúng rồi, chính xác. Cái con gấu mèo này thì cover. Đây này, con đang cover bởi quần áo đây này. Cover bao trùm bởi những lá. Đúng rồi, leaves. Con gấu mèo này chạy. Trốn khỏi những con ong. Đúng rồi, runaway là bằng chạy trốn. Những người bạn những người bạn he friends đây là sẽ thay cho gì? Bạn thay cho animals. Animals chính xác. Those những cat. Con động vật thì nó rất là sợ, nó không thể cứu được con mình. Đúng rồi, thế bây giờ cháu bị ong đốt rồi, cháu có sợ không? Thế bây giờ là Nguyệt nhìn thấy ong xong là Nguyệt lấy tổ ong thì ong nó đuổi theo hay là Minh này sẽ làm gì? Chạy. cháu chạy vào trong nhà, cháu đóng chặt cửa ạ. Không cho Nguyệt hướng tắt. Thế thì con chạy, con chạy về cái chỗ mình chỉ đau chỉ một cái mà. Nhớ ngày xưa cháu ở quê mỗi chỗ hồi nhỏ anh chợt đập một phát, đó là cái sừng cái chỗ ở dưới này, nó hút cả tay, nó cục cho đủ luôn. Cái gì ta mới nhá, con nhìn thấy ong mà chẳng có thấy ong, ít ong nó nổ hút đi đớt. Không có hồi nhá, anh thấy ong thế là anh cầm vợt thế là cuồng phát thế là chung. Rồi, ok, bài mới nào, new lesson. Chip là gì? Scream chip. Chip là giống như là cái cuộc hành trình ngắn ấy. Tour. Chip plan. Plan là kế hoạch. School. A school chip plan. Theo con nghĩa là gì? Là giống như là kế hoạch đến trường. Kế hoạch đi du lịch. Đúng rồi. Kiểu dã ngoại. Ở trường. Chính xác. Visiting. Người đâu? Đây ạ. What are the people in this is a picture? Là ai là cái kiểu nhân vật trong tranh là ai là nhân vật trong tranh? Những cái người ở trong tranh thì là ai? Là ai? Của tham gia trường đúng không? Ví dụ như trường con mà đây trường các con mà tổ chức đi chơi đấy, thỉnh thoảng có đợt đúng không? Đợt trước Covid chẳng có gì nào. Đấy là trip đấy, đấy là a school trip đấy. Nhưng mà cái plan tức là nó người ta lên kế hoạch trước.
What are they doing? Là họ đang làm gì? Họ đang làm gì? Đang làm a doing thing in the future. Chưa, thì quá khứ mới là đã. What will this story be about? Là This story là gì? Story là câu chuyện này. This story là câu chuyện này. Câu chuyện này Winner thì gì nhỉ? No. Winner đây là sẽ. Winner sao? Là thì tương lai, cái gì mà nó sẽ xảy ra tương lai. Còn con nói được từ win won. Đấy là từ, nó là động từ chiến thắng. Nhiều cái từ beat, thất bại. Từ winner này nó không phải là động từ như mà con nghĩ, nó không phải từ động từ chiến thắng. Đây là thành, nó là dấu hiệu của thì tương lai. Cái câu chuyện này thì sẽ nói về cái gì? Tiếp theo các con nó nói về cái gì nào? Tâm trạng. Đúng rồi, một cái cuộc đi dã ngoại đúng không? Trường. Mà trường tổ chức thôi đúng không? Okay. Nào, câu đầu tiên. Bi với năm. Bi với năm. Vấn đề là bây giờ câu 1. Chip. Chip là gì? Chip nối với từ nào? Go away là gì? Go away from a place là gì? Come to a place là gì? Lock up là gì? Visit to a place. Nào, go away là gì? Go away, run away là gì nhỉ? Đi chạy đúng không? Thế không phải. Thế là cái B này theo các con nó là cái gì? Meet. Ừ, là nó sẽ là cái cuộc gặp đúng không? Nói chuyện, nó là agreement. Nó say and talk something. Thế còn câu C là come to place là gì? Come to place. Đến. Ừ, đúng rồi, đến một địa điểm nào đấy. Place một địa điểm. Một cái C ạ. Thế cái D này theo con nó sẽ là cái gì? Du. Ờ, trong một lãnh thổ. Not up. Là không cái gì đấy. Up là đâu? Là không đâu. Bây giờ con đi patin nha. Con bị ngã chảy sức, chảy cổ, chảy máu đầu gối ra. Thế thì con sẽ là ơ, nhưng mà chị đâu có ăn hát đâu. Chị đang ngã nhiều. Không ngã nhiều không đau gì. Bây giờ con thử ngã xem con đau. Con ngã. Visit to a place. Thế theo con là come to place với cả visit to a place nó khác gì nhau? Nó khác là hai từ đầu. Ờ đúng rồi, nó khác từ hai từ comes với từ visit. Ý nghĩa nó khác gì nhau? Nó khác toàn bộ luôn. Khác toàn bộ khi mà chưa. Nên là để cùng đến địa điểm. Visit là nó đến, nhưng mà không phải là chỉ đến rồi đi luôn, mà nó đến nó còn xem xét cẩn thận, không phải là kiểu gặp lại. Đúng rồi. Nghĩa là mình nhờ mình xem xét cẩn thận. Còn khách sạn nó chỉ thể hiện các hành động đến thôi. Chứ người ta còn nói gì đến là làm gì đấy đâu, đúng không? Ừ. Ok nhá. Thì bây giờ câu 1 đáp án thì câu 1 nào? C. Rồi. Nguyệt thì sao? Con đấy. Câu 1 là trip là gì? Ừ đúng rồi, nó giống như dạng đi cắm trại. Một với C. Nguyệt có ý kiến khác không? Ừ. Ừ, thế thì Nguyệt dịch đi. The students are là, talking. Là những chip. Cái sinh viên ấy mà thì thì gọi là nói chuyện. À, no, đây có phải talk đâu, đây là take mà. Take something là cầm mà, cầm nắm giữ cầm. Mà take a chip là người ta nói là nắm bắt hoặc là điều khiển, nói chung là tham gia một cái chip. Vâng, cứ tham gia giống như đi đến một cái chỗ nào. Ở trong ngày hôm nay. Hai là về D. Hai là gì? D. Hai. Không. Du. Du. Tree với cả này. Đây là du đâu? Đây là gì? Đúng rồi. Tree mới là D. Nào, có thay đổi lại không con? Đây, meet với cả cuộc gặp đi cho nhanh vậy. Meet với cả B. Leave là rời.
nghĩ là đây 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 à không không nghĩ là rời mẹ clip là gì mình clip clip là rời động từ đấy clip hôn là rời khỏi nhà đấy cái này clip hôn là cái này còn hai cái này lại chứ đi advice không dùng cái này trước đây chắc là xin là gì vậy sếp là an toàn nó ngược với từ gang của đây 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 an toàn với cả cái này ớt oai ớt oai là gì à các con nhầm nhá từ chip cái mẹ đã phân biệt lúc nãy rồi từ come là chỉ đến thôi còn visit nó không những đến từ visit nó sẽ bao gồm cả đến đến xong nó còn còn xem xét còn thăm thú còn ở lại để xem xét các thứ nữa được chưa cái từ visit nó sẽ chứa từ come được chưa bây giờ con xem cái từ chip chip sẽ là gì nó có phải là chip nó đến không thôi hay là nó đến mà nó còn phải xem xét chip rồi chơi nữa thế còn arrive là arrive some place arrive là chưa chỉ đến thôi được chưa như vậy các con đã bán sai nhá chip là phải với cái này này xá này đi xá cái này rồi Nguyệt dịch câu 1 rồi Minh dịch câu 2 đi con câu 2 là du là với thú keep giữ nào cô chưa nói xong nhá su là vườn bách thú này keep là giữ này keeper này no từ nghe keeper này được chưa keeper đây là sẽ là cái người mà giữ người trông đấy do đó là du keeper của chúng ta sẽ là người mà bảo vệ người mà trông giữ người mà chăm sóc người mà đấy là từ vựng từ được chưa từ này gọi là từ ghép đấy người feed là cho ăn cho sư tử ăn feed somebody cho ai đó ăn feed the slime là cho sư tử ăn chưa tức là người bảo vệ ở vườn bách thú này là người đấy đến thường đến và cho sư tử ăn tiếp câu 3 the zoo has a lot of animals người ơi sao cái câu này là con gì ít kẻ em the zoo have a lot of animals vườn bách thú the zoo vườn bách thú has là gì Nguyệt dạ the zoo has a lot of animals dạ thử thú nó có những cái con vật ở sở thú nó có gì nó có nhiều động vật a lot of animals người tiếp đi the lion is in a cave là một cái con sư tử thì nó ở trong cái chuồng so people người can be safe là những cái người mà thì không có thể bị an toàn vâng có thể không bị ảnh hưởng gì cả bị đau nhưng tới như giải tiếp let's meet to do homework together Let meet ở đây là cái này viết tắt của từ us nhé. Let đây nó là let us. Us là nó là chúng tôi, chúng ta. Nó bằng từ we nhưng mà nó we thì nó đứng ở đầu câu còn us thì nó sẽ đứng ở giữa và cuối câu. Đấy, được chưa? Let us là hãy chúng ta hãy làm gì đấy? Chúng ta hãy meet. Ừ, nó là gặp gỡ có cuộc gặp gỡ là chúng ta hãy gặp để làm gì đấy tu gì đấy tu hôm quốc together là gì Nguyệt tu hôm quốc together là gì together là hàng ngày together là cùng nhau tu hôm quốc là làm bài tập như vậy là let's meet to do homework together tức là chúng ta hãy gặp và làm bài tập cùng nhau đi nào Nguyệt Simone leave Simone thì rời khỏi nhà lúc
6 giờ sáng hay chiều? 8. Thế thôi, dễ mà. Ê, nhưng mà bây giờ là tối chứ. Ok, a spoon chip plan. Cá heo. Cá heo ở đâu ra? Ôi dồi ôi. Nào, hỏi nhá. Mình nào? Mình là gì? À, cái này theo con đây là cái địa điểm ở đâu đây? Ở Tân Phú ạ. Cổng ra vào đúng không? Cái chỗ này thường là cổng ra vào đúng không? Thế còn Nguyệt, cái này theo con đây là chỗ gì đấy? Gọi là tham quan. Từ trong, ừ đúng rồi, hình ảnh lúc mà đi tham quan. Thế thì con thấy là cái con thử tả lại cái đi tham quan này xem nào. Gọi là kiểu đi một vòng quanh sở thú được. Ừ, dùng cái đi ở trên xe đúng không? Đấy. Thế nhưng xe này làm gì có ga đâu mà đi. Take a car, sau đấy là see some animals, đúng không? There some, cái con này là con gì? Hiêu có cổ đó. Ừ, đi hiêu có cổ tiếng Anh là gì? Là giraffe. Giraffe. Con thấy ở trong bản. Cái con này là con gì? Con dê. Con goat. 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 Cái đấy vẫn ò, ò, boss. Đây là xem cá ngồi trình diễn ạ. Cá heo trình diễn, xem cá heo là gì ạ? Là ba chấm ba chấm. Ủa, ở trên sáng hết đi. Đi lên trên là biết. Thế còn con này là con gì? Voi. Voi. Elephant. 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 Phần là phân. Nào, dịch nào, Nguyễn nào, câu đầu tiên. Chắc là một cái trường là đó. Bayview School, tên riêng của trường Bayview. E, taking a trip. Đi đến, gọi là... Đi đâu, từ câu đầu. Đi. Take a trip to the zoo là gì? Take a trip là gì với gì? Vừa, con vừa dịch cái câu take a trip rồi. Sở thú, đi đến sở thú. Có một cái hành trình hoặc là cuộc dã ngoại tới sở thú. Mình, the teachers want to see. Cô giáo hoặc là thầy giáo. Nên là ép nhá, có số nhiều đấy. Những giáo viên. Want the student to be safe and have fun. Tức là gì? Safe là an toàn. Ừ, safe là an toàn, fun là vui vẻ. Như vậy thì là những giáo viên muốn gì? Ừ, muốn học sinh an toàn ở trong trạng thái là an toàn và vui vẻ. Nguyệt. Là họ thì gọi là... Dây đây sẽ thay ra từ gì? Là thầy cô giáo. Hay là những học sinh. Dây đây đều số nhiều đúng không? Yeah. Như vậy con tìm các số nhiều ở trên thì có từ teacher and the student. Bây giờ nó là teacher hay student thì con phải thay nó vào xem là cái nào hợp lý hơn. Chưa? Yeah. Họ make a plan. Thì ai có quyền make a plan? Plan là kế hoạch. Ai có người tạo ra kế hoạch? À không, teacher nha. Dây make a plan, như vậy là dây sẽ thay cho từ teacher or student. Teachers. Đúng, nhớ nhá. Vì thường là lập kế hoạch là giáo viên là những người mà được lập kế hoạch chứ không phải học sinh đâu đúng không? Học sinh lập kế hoạch được một nhà, học sinh cá biệt. Tiếp, it shows what the student can do. Thế theo các con, it là thay cho từ gì nào? Đây là số ít hay số nhiều? Số ít. Đúng rồi, số ít. Thế thì theo con, it này nó thay cho cái từ gì nào? It chắc là... sự thú. Ngay câu đằng trước, dây make a plan thì có cái từ nào là danh từ chữ? Plan. Ừ, đúng rồi. Từ it sẽ thay cho từ plan nhá. A plan. À, như vậy câu này sẽ dịch nào hả Minh? Plan là kế hoạch. Những cái người ta viết chi tiết ra, ví dụ con lên kế hoạch này. Sáng 6 giờ con dậy là con phơi quần áo này. 7 giờ con nấu ăn sáng này. 8 giờ con ngồi vào phòng này. Đến 10 giờ còn để đi nấu cơm này, 11 giờ còn ăn cơm này, 12 giờ ăn rửa bát đấy. Nó là plan đấy, nó là detail. Cái tư tư có nhịp nàng, thấy chưa? Nói chuyện này thấy chưa? Thấy nhịp nàng hết đấy. Nào, Easter, what's the students, window? Có một chuyện là con không làm trong này, là dậy sớm, dậy 6 giờ. Ôi, tập trung vào đây. Minh dịch đi con. It là cái kế hoạch dã ngoại, kế hoạch đi chơi đấy thì nó chỉ ra hoặc nó thể hiện
nó là gì, những cái mà những cái học sinh sẽ làm chưa. Thế các con thấy từ dây thay cho teacher hợp lý chưa? Hợp lý rồi đúng không? Cái này nó không phải là câu hỏi nên nó không bao giờ chấm hỏi. Từ what ở đây nó chỉ là mệnh từ quan hệ thôi, để nó thay cho cái từ nghĩa là show something đúng không? Cái kế hoạch thì sẽ chỉ ra cái gì đó, nó miêu tả cái gì đó. Được chưa? Thế thì thay được từ something đấy thì nhờ người ta dùng cái câu này. Tuần bài lần trước cũng đã test. Cái mà những học sinh sẽ làm. Đấy, câu này nó cô bé hay. Nguyệt tiếp first. Là first, second, first, fourth, and repeat. First bắt đầu đầu tiên là Everyone. Everyone là gì? Thường. No, every là mọi, one là người. Mọi người. Everyone là mọi người. Là the win ở đây là thì gì đây? Cái mà đã xảy ra hay cái đang xảy ra hay là cái sẽ xảy ra? Sẽ xảy ra. Thì tương lai nhá, cái sẽ xảy ra, win là sẽ này. Everyone in need tức là gì? Là mọi người sẽ gặp nhau. Ừ. Vào lúc 9 giờ. Ở đâu? Trường. Đúng rồi. Đầu tiên mọi người sẽ gặp nhau ở trường lúc vào 9 giờ. Then rồi sau đó làm sao con? Rồi sau đó từ dây thay cho gì con? Dây thay cho everyone. Ừ, dây thay cho everyone. Thay cho students. Will arrive at the school. Ừ, sẽ được tới sở thú. Họ sẽ tới sở thú vào 10 giờ. Tiếp Nguyệt. At the end. Là end là gì? What does it mean? Begin là gì? Begin. At the end. Ôi rồi vào. Đầu tiên là first rồi nhá, then là sau đó rồi nhá, SN sẽ là cuối cùng. End là kết thúc mà, đúng không? Begin là bắt đầu, end là kết thúc, đúng chưa? Vậy SN của chúng ta sẽ là cuối cùng. Ok chưa hai con? Rồi. They queen leave the zoo at 4. À có nghĩa là những cái học sinh mà. Ừ, they là thay cho student, thay cho là everyone. Là sẽ đến cái No. Leave là gì? Sẽ đi về và lúc 4 giờ. Còn nhớ leave home không? Hôm nay cái câu trên có leave home. Và giờ nhà, vậy leave the zoo là gì? Là sẽ đi ra khỏi sở thú lúc 4 giờ. Ừ, đi ra khỏi sở thú hay rời sở thú lúc 4 giờ. Nào, cho Nguyệt lại từ đầu nhé. Gọi là một cái trường nào đó. Cái trường. Trường Bayview. Thì làm sao? Thì sẽ đang đi đến đang thực hiện một cái cuộc dã ngoại. Dã ngoại đi đến sở thú. Tiếp thì những giáo viên thì sẽ làm gì có win đâu mà thì sẽ mong các học sinh sẽ được an toàn. Các học sinh sẽ được an toàn và vui vẻ. Chuẩn. Tiếp gọi là giáo viên thì rồi gọi là make a plan là lập kế hoạch, tạo kế hoạch đều được. Tiếp gọi là cái kế hoạch để miêu tả hoặc là chỉ ra cái mà những học sinh là cái học sinh sẽ là đến first là đầu tiên bắt đầu đầu tiên mọi người sẽ gặp nhau vào lúc 9 giờ. Ừ, mọi người sẽ tập trung ở trường vào 9 giờ. Tiếp theo những học sinh sẽ đến sở thú lúc 10 giờ. Tiếp đúng rồi. At the end. Và cuối cùng những học sinh sẽ ra rời sở thú vào lúc 4 giờ.
chuẩn. Nào, câu đầu tiên cho Nguyệt đi. Every day she school at 3 o'clock and go home. Go home. Me. Okay. Mình không ngờ đấy không? Nhớ là từ này pre là thích, prefer thích hơn, nó phải có từ tu. Đấy, nên đây không dùng prefer được. Clam là trèo, trèo trường à? Trèo cây hay là trèo trường? Fall là ngã thì ngã từ trên cao xuống thấp đúng không? Ngã trường thì nó làm sao được đúng không? Ngã từ trường 3 giờ. Từ ly và rất là hợp lý bởi vì giờ trường và về nhà quá hợp lý luôn. Nào, Nguyệt dịch đi. MJ. Gọi là hàng ngày. Sí, lý cô ấy rời trường vào lúc 3 giờ và về nhà. Ok, mình nào, Mary's postcard. Con nghĩ là chắc cái này. Talk là gì nhỉ? Có con gì? Nói. Nói nhiều như Nguyệt đấy là talk đúng không? Talkative đúng không? Đúng không? Talk nói chuyện. Chase là gì đấy? Cái bài trước con gấu ấy nó chase animal đấy. Đuổi bắt đấy, và con mèo nó đuổi bắt chuột, và con chó nó đuổi bắt mèo đấy. Ask là gì? Ask and answer. Ask là hỏi. Tiếp, arrive at. Con nhớ cái vừa dịch xong không? Không quên. Arrive at Suzu đây. Suzu at 10 o'clock đây. Suzu thì là đây này, cái bài Red chúng ta vừa đây là đến sở thú vào lúc 10 giờ. Arrive at nó bằng từ come đúng chưa? Có thích cái chip nó bằng từ visit. Nào, theo mình thì từ nào bị con đi nào? Đi. Nguyệt thì chọn cái nào? Đi nữa. Con chọn trước thì nhiều. Đúng rồi, arrive at. Cấu trúc. Minh dịch đi con. Bố tôi. Đúng rồi, đâu bố tôi ở đâu ra? Postcard. Từ cô ba. Mary's postcard. Postcard. Postcard đây nó là cái thẻ hả mà nó có cái hình đấy, người ta sẽ gọi là giống như là mấy cái tem mà. Nhưng mà nó cứng, nó là cái card cứng, nó to, nó có hình phong cảnh, nó vẽ. Bức tranh Mary có nó gần như bức tranh ấy. Bức tranh. Cái postcard của Mary. Postcard của Mary. Alice. Nào, theo các con à. Lúc nãy các con chọn arrive. Thế cái postcard nó là một đồ vật thì nó có thoát được không? Không. Chase được không? Ask được không? Không. Thế hiển nhiên là nó sẽ bị động, nó sẽ được đưa đến nhà của chúng ta vào ngày hôm nay. Thì đáp án con là đúng rồi. Bây giờ là con dịch thôi. Thì podcast của Mary thì arrive at, tức là đến đâu? Đến our house. Nhà mình. Our là của chúng tôi đúng không? House là nhà đúng không? Đến nhà chúng ta. Ba mẹ con bảo là này. Khi mà mình ngủ ở nhà người khác trong một chút cái giờ ấy, người ta lại bảo là hoàn thành nhiệm vụ ngủ ở nhà. Ở nhà người ta mới là ngủ ở nhà. Rồi, Nguyệt nào. My father make for our trip to Africa. Con nghĩ là contest là gì? Contest là gì? Thi. Theo là gì? Là theo. Vế. No. Sao lưng á? No. Sao? Cái đuôi. Con đuôi. Mèo, con chuột nó có đuôi. Cave là gì? Chuồng. Chuồng. Plan. Là kế hoạch đúng không? Một kế hoạch thì sẽ nói cho chúng ta biết là chúng ta sẽ làm con gì. Con phải đi. Đi là đúng rồi. Dịch đi. Cháu thấy là những từ mới luôn luôn đúng. Đúng rồi, cái đó con cũng mới đấy. Bởi do trong từ này con thấy cũng ít từ này. Con test là từ cũ đúng không? Từ theo từ cũ, từ cave là từ mới mà. Đâu, ở trong cái bài mà bán con vẹt đi cũng có cành. À, thế à. Ok, thế dịch đi con. Mà bố của tôi thì cháu nghĩ là lập một kế hoạch nhưng mà đến cho cái hành trình của chúng tôi
tới Africa là gì? À, nó nghĩa là Africa là gì? Châu Phi. Câu D là đúng rồi con ạ. D là đúng rồi. Các con chưa bảo là từ mới thì kiểu gì đúng. Đây plan là mới gì nữa, plan nó chip gì là kế hoạch. À, câu 4 là đúng rồi, con dịch đi. Câu 4 thật đúng. Ai biết? Tôi sẽ rồi. Sẽ bán bạn tôi không được rồi. Căm đến bạn tôi không được rồi. Nhìn bạn tôi thì còn có hợp lý. Tức là cái này chỉ có A hoặc là D thôi. Dựa văn cảnh thì chúng ta sẽ chọn A hay chọn D thôi. Anh sẽ bán bạn tôi. Bán bạn tôi chắc là hận nhau lắm mới bán bạn tôi. Nào tập trung, tập trung. No. Keep silence. No, keep silence. Đi con. Tôi sẽ cùng các bạn gặp bạn của tôi để đi công viên. Ở công viên. Để làm gì đấy? Để chơi soccer. Nó bằng play football. Một cái này anh, một cái này Mỹ thôi, đều như nhau cả. Chơi bóng đá. Chú. Nào. Dạ. What have students mode on? Mẹ cứ chụp câu ấy đi. Có cần phải mẹ phải chụp lại cái Nguyệt đâu. What have students mode on the school trip? Mẹ cứ câu ấy đi nào. What là cái gì đúng không? Help là cứu, là trợ giúp. Thế trợ giúp ai? Student, những học sinh. Ừ, trợ giúp học sinh. Những học sinh. Ừ. Hoặc là các học sinh. Trong gì đây? Trong cái gì đây? Trong buổi ra ngoại. Ừ. Cái school trip của họ đúng không? Cái ra ngoại trường học của họ. Thế là theo con nó sẽ trả lời sẽ là gì? The school hay là the zoo? Hay là the space children go, hay là plan that the teachers make? Con nghĩ là the zoo. Dạ. C. C. Tại sao con thấy? Còn nhưng mà vườn bách thú thì giúp sinh viên à? À không. Nhưng mà từ trước rồi con đây. Là leap. Leap home đây. Rồi. Ừ. Leave home and go to school. Rời khỏi nhà và với trường. Rời khỏi nhà dẫn qua đi. Thế the play là gì? Là gọi là địa điểm đúng không? Ví dụ nhà mình là một địa điểm này, trường là một địa điểm này, công viên là địa điểm này, phun bách thú là địa điểm này. B ạ. Siêu thị cũng là địa điểm. B. Mình thì chọn B. Các bạn có biết cái lạc thứ này? Cái nơi mà những sinh viên đi. Thế còn câu D sẽ là gì Nguyệt? The plan that teacher make là kế hoạch của kế hoạch cái mà những giáo viên đã làm đúng không? Thế thì trong những cái này theo con thì cái gì mới giúp được sinh viên trong cái hành trình ra ngoại của họ? Cái nghĩa D với cả B thì cháu phân vân. Phân vân B với D, theo con Việt có phân vân gì không? Con được con nghĩa D. Con này con nghĩ D đúng không? Từ D là đáp án đúng. Bây giờ dịch thôi. Đây này các con nhìn nhá, nhìn trong cái bài đọc ấy. Là gì đây nhỉ? Đây, các con nhìn thấy chưa? Cái plan thì nó sâu. Cái này con không nhìn nữa. Cái gì? Cái mà sinh viên sẽ làm đúng không? Thế thì nó sâu những cái mà sinh viên làm, tức là nó chỉ dẫn và nó có trợ giúp, có trợ giúp sinh viên. Chứ còn vườn bách thú thì là nơi mà sinh viên đến để xem đấy, chứ học sinh đến để xem đấy, chứ có phải là trợ giúp gì đâu. Leave school thì chắc chắn không phải rồi. Trợ thú. Cái nơi mà những sinh viên đi trợ giúp, nhưng mà bài tập không nói đến. Rồi câu 2 là Minh nào. Where will the students properly have lunch? Con dịch câu này đi, quen là gì? Quen ở đâu đúng không? Will the students properly have lunch? Have lunch là gì? Have
have dinner, have lunch, have breakfast, have a meal. Là ăn trưa. Được chưa? Người ta không dùng eat lunch mà người ta dùng have lunch. Ăn trưa không dùng eat lunch đâu nhá, mà dùng have lunch. Thế còn nếu như mà ăn gạo thì người ta lại hay dùng là eat cơm. Ăn gạo thì ăn gạo. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Thế thì cũng ăn gạo. Twice. Probably là có thể là cái khả năng nó sẽ là khoảng 30-50%. Không, cũng có thể hơn một chút. Nào, con dịch đi. Where will students probably have lunch? Ừ, thì nhớ students là những sinh viên rồi nhá. Probably là có thể nhá, have lunch ăn trưa nhá. Thì là những học sinh có thể ăn trưa. Thì thêm từ win nữa thì là những học sinh sẽ, có thể sẽ ăn trưa. Có thể sẽ đâu? Được chưa? Đúng à, không? Ừ. Có phải ăn ở nhà không? Không, không. Có thể ăn ở vườn bách thú không? Không. Có thể ăn ở trường không? Không. Ăn ở nhà giáo viên? Không. Cũng B đúng. Con chọn câu. Anh Minh chọn B, anh Nguyệt chọn gì? À, không ạ. Anh có C ạ. Ờ, C đúng rồi. Tại sao lại chọn C nào? Tại vì sao cái này đang được sở thú thì làm gì? Ừ, đúng rồi, nhưng mà chưa đủ. Con nhìn nhá, trong bài của chúng ta này, đầu tiên là gặp nhau ở đâu đây? 9 giờ. Ở trường đúng không? Buổi sáng đúng không? À, 9 giờ đúng không? Ở trường. Ừ, thế còn đến lúc 10 giờ thì đến đâu? Du. Ừ, thế ăn trưa thường mấy giờ? Ăn trưa thường 10 giờ. Thường 11 giờ đúng không? Ừ, thế mà 12 giờ kém ạ. Ừ, thế coi 12 giờ cũng được. Thế vấn đề là 4 giờ mới giờ sở thú. Đúng không? Vậy thì ăn trưa tầm 11 giờ 12 giờ thì ở đâu? Bắt buộc phải ở sở thú chứ gì nữa. Thế thì em lại chạy một phát về nhà giáo viên. Thật. Thế là nhà giáo viên phát hết đạn. Mà lại không có thông tin đúng không? Bởi vì cái thời điểm 11, 12 giờ vẫn là sở thú nên là có thể là sẽ ăn ở sở thú rất là cao. Nguyệt, what happened at 4 o'clock? Happened là gì? Happened là diễn ra, xảy ra. Cái gì diễn ra ở lúc 4 giờ? Đúng à, rồi. Biết rồi. Đâu ra? They will arrive at the zoo. Đây cái này xin. Ờ, Minh thì sao? C. Ờ. Hai con khác nhau quá hai từ này. They will arrive at the zoo, tức là họ sẽ đến vườn bách thú. Còn kia là they will leave the zoo. Thì một cái đến và một cái gì? Đi. Vì đi, hai cái này ngược nhau đấy. Meet là gặp này. Go on ở trên trong cái cuộc dã ngoại. Câu 4, Minh. What is the story? Từ ít, à, từ ít là từ này, đây này. Đấy, trong cái câu chuyện thì nó là gì? Nó là số chip, hay là a plan, hay là the teachers, hay là the zoo. Ít là số ít hay số nhiều? Ít là số ít. Ừ, thế thì liệu có thể là teacher được không? Không, đúng không? Đây, con xem nó là chip, plan hay zoo. Mỗi chúng ta xác định rồi đấy, nó là cái gì đấy? Lúc nãy xác định rồi còn gì, lại quên rồi. Dịch đi. Tất nhiên là quên chứ sao mà. Từ ít là sẽ là nghĩa là gì ở trong câu chuyện thì nó là the plan. Đề gì? À, không, của... không, 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 không. Rồi nhá, câu cuối cùng là C xong rồi này. Để tiếp theo là à, đầu tiên là đúng hay sai? À, they want everyone to be safe. Là gì nhỉ? Đặc biệt đâu? Đặc biệt. Giống như kiểu như trong trò chơi cây cục gánh ý, là mình cứ cho đi thẳng một mạch, đều là bên trái hết, thế là người ta cứ nghĩ bên phải rồi nhảy từ từ lên đấy. Em gọi là IQ gì nữa? Thật kia em vừa lấy này. Đúng sai mà. Chứ không phải viết Y hay viết X gì đâu. Đấy nhá, chúng ta có từ mới là take a trip này. Tức là chúng ta sẽ đi ra ngoại. Make a plan là lập kế hoạch. Have fun là vui. Nào, một thì theo các con là sẽ là gì nào? Stay to Hawaii last summer. Take a trip hay make a plan hay là have fun? Take a trip. Take a trip ạ. Ok. Cô nói luôn thằng nha. Thật. Chắc chắn là nối rồi mà. Nào, câu 2. We will play game as a pop. Ờ, chắc là have fun. Ừ, game để fun là đúng rồi. Nào câu 3. Our
teachers for us. Chắc chắn là cô này. Rồi, giáo viên thì làm cái ngoài cho chúng tôi. Và chúng tôi biết rằng cái thời gian mà sẽ rời trường đó, what time to leave school. Cô chủ nhất. Ui, 10 giờ nữa. À, nhanh nhá. Thật. Đó là gì nào? Thôi. Cuối rồi, nào. To leave là gì? Leave là gì các con? Leave là hiểu như One luôn. Một à? Sinh viên rời trường vào lúc này buổi sáng. Tiếp cô hai là gì? Make a gì? Make a plan gì đây? Đúng rồi. Cô ba, giấy quý nữa. Cái gì mà cái đấy á? Đây chỉ có mỗi array ất thôi. Ngoài array không có từ gì đi kèm với giới từ ất đâu. Tiếp cô bốn là gì? Giấy quý have. Cái gì? Văn đi cùng cả từ ất là từ ơ. Rồi. Ất ơ, đúng rồi. Là cái cuối cùng thì là miss rồi nhá. Xong rồi. Dịch đi. Đi. Nguyệt, dịch câu đầu tiên nhanh lên. Những cái sinh viên rời khỏi trường lúc 9 giờ sáng. Đúng rồi. Các giáo viên lập một bảng kế hoạch cho chuyến ra ngoại. Ừ, chuyến ra ngoại. Và gọi là dây. Họ sẽ đến sở thú lúc 10 giờ. Đến sở thú lúc 10 giờ. Tiếp Minh. Họ sẽ vui. With my friend at the room. Their friends. Với bạn của họ ở sở thú. Nguyệt nó đi. Zoom này là YouTuber. Là Zoom hay là phòng? Vâng. At the end of the trip. Là cuối cùng. Cuối cùng của hành trình. Cuối cùng của hành trình là họ sẽ gọi là rời cái sở thú. Tạm biệt cái sở thú. Ồ, thế thì cái này. Gặp các con chọn sai rồi nhá. Để cái cuối cùng nó không phải là meet, cái cuối cùng nó là leave và meet. Họ sẽ gặp nhau. Đúng không? Leave mới là năm. Còn cái đầu tiên sẽ là một. Không chịu đọc bài đọc. Ngược lại. Con nhầm cái này ngược lại. Plan thì vẫn là 3. Và Vẫn còn này. 2 bài 3 bài là cái gì nhỉ? Thôi lại quay lại. Số 1 là gì? What did Sagan do? Xong quả này gì nhỉ? Sagan do, cái này để con trả lời chưa? Đức là quá khứ của do ấy nhá. Dịch đi, what did Sagan do là gì? Do á? Do là làm. What did Sagan do thế là? Cô gái đã làm gì? Đấy, con đã chọn câu C làm gì? Mình em chọn là C. Thế là nhờ họ cô gái tới tham gia cái hành trình dã ngoại này của trường này. Chắc đúng rồi, đúng không? Tiêu đề của bài mà. Câu 2 chọn gì? Du. Mình chọn gì? Du. Tới đâu đang nói về du thì chắc chắn là đúng rồi. Cô ba chọn gì nào? Cô ba chọn cái gì? Gặp du kiếp chi chờ. Nhưng chi chờ. Cứ nghĩ là chỉ có một cái chờ thôi. Thế tại sao các con không nghĩ là zookeeper ở trong bài có mà? Đây đúng này. Đúng rồi này, bảo sai. Zookeeper, có bạn nào chỉ zookeeper đâu, các bạn chỉ ở new teacher mà. Con chỉ đúng cái câu này nè. Đầu là C mà. Đúng rồi, bắt đầu là C mà. Dịch nhanh nhá, đây là cô bé là đã làm gì này. Cô bé đã tham gia cái cuộc dã ngoại của trường này.
à, cô bé đã đi đâu này, cô bé từ Vương Phú này, cô ba thì là à, cô bé đã gặp ai này, đấy thì là gặp zookeeper không ngủ được. Đấy là anh chị nào nhanh, một là chọn gì đây, một á, đúng rồi. Chọn lung tung đi, chọn đúng tung mà con chọn lung tung ít mua không biết tiếp là rất là tuyệt vời. I learn a lot. I, tôi đã học rất là nhiều. Learn là quá khứ của learn nhá, là học này. Did you have fun là bạn đã vui vẻ phải không? Have you ever been là bạn đã từng ở something. Thế theo các con là một sẽ là đáp án là gì nào? Một đáp án có thể là did you have fun không? Không ạ. Không đúng không? Có thể là it was great không? Không đúng không? Có thể là I learned a lot không? Chưa nói gì thì không thể I learned a lot được, nên là chỉ có thể là gì? Have you ever been? Còn lại đúng. Ừ, bạn đã từng là tham gia cái school trip bao giờ chưa? Đúng rồi, yes. Tham gia rồi. Yes. My school was the class one. Tại vì nó có dấu chấm hỏi cuối cùng. Tại vì không phải bạn vui không? Có ạ. Mà cái tất nhiên là có rồi, tại sao lại không? Bạn là gì? Bạn là trả lời. Bạn trả lời thì đây ạ. Đúng rồi, mình chọn đúng rồi. À, rồi cô bạn bốn là cô bốn. Nó thật tuyệt vời. Và còn mãi, còn mỗi cô bốn thì chắc chắn là bốn là cuối cùng. Đúng rồi, đúng rồi. Cô dịch xong rồi mà. Chuyển nhá. Vâng, chuyển đi mẹ ơi. Ơ ơ. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Nước cái này không? Nào, một là gì? Đây này. We are taking a trip. Trip hay là plan? Hay là boat hay là chase? Trip, trip. Ừ, trip đúng rồi. Đúng rồi. À, chúng tôi sẽ tham gia một cái hành dã ngoại nhỏ tới các cái ngọn núi vào ngày sáng ngày mai. Tiếp câu 2, Minh nào. Brian. Brian C. Ờ, C đúng rồi. Brian gặp những người bạn của anh ấy ở trường vào mọi ngày. 3, Nguyệt. The student. Student là cái gì? Là học sinh, sinh viên. Học sinh sinh viên. Nguyệt là chọn Brian, và Minh chọn gì? Alright, ok. À, những học sinh cứ đến đọc đến rồi. Lớp sớm vào ngày hôm nay. Nào tiếp. Con không biết, con chỉ chọn từ đúng thôi, từ mới. Ok, câu 1. I will take a trip to Hawaii. Cái nào thì từ mới take a trip? Nó là travel hay plan hay do hay start. Start là bắt đầu nhá. Đúng không? Hay là cái sự bắt đầu. Do là bốn bánh thú, plan là kế hoạch, travel là hành trình du lịch. Ờ, A đúng rồi. Take a trip nó bằng travel. Câu 2. School starts at 8 a.m. So I go from home at 7:30 a.m. Đáp án là gì nào? Cái gì bằng go from nào? Go from là kiểu như đi. Đi từ đâu? Nhà. Em chọn leave, con chọn gì? Leave. Đúng rồi, go from bằng leave nhá. Go from leave là rời. Tiếp tục, mình nào, ai? Nó hắt. Không đau đúng không? Xếp bằng nó hắt. Ok, chính xác. Đúng rồi. Bye bye, tiếp tục ở đây nhá.